Chương 624, Chí Tôn Hải. Ầm, linh khí thiên địa bạo động càng dữ dội hơn. Mọi người kinh hãi không rời mắt khỏi không trung. Cơ Huyền đứng giữa trời, hai tay ôm phía trước như trưởng quạt nhật nguyệt. Không gian không ngừng vặn vẹo, dập sơn bong bênh, thậm chí có dấu hiệu tàn vỡ. Mơ hồ thấy một vùng hải dương mênh mông vô tận, có vẻ cực kỳ chói mắt, linh lực ngập tràn, thánh quang như có thể nghiền nát sơn nhạc. Áp lực mơ hồ khó hiểu từ hải dương tản mát ra khiến vô số đệ tử biến sắc hoảng sợ. Uy áp này cơ bản không giống cao thủ thần phách nan toát ra mà thuộc về cường giả Chí Tôn. Đó là Chí Tôn Hải. Người nhìn ra hải dương ẩn hiện trong không gian thoát phá kia, hít một hơi thốt lên. Cường giả Chí Tôn chân chính, hai dấu hiệu đặc biệt để nhận biết là Chí Tôn Pháp Thân hay là Chí Tôn Hải. Khi đã đến trình độ nào đó thành công trở thành Chí Tôn, khí hải trong cơ thể tan vỡ, thoát ra ngoài tạo thành Chí Tôn Hải. Toái khí hải, hóa Chí Tôn Hải. Mọi người đều biết khí hải chính là nơi hội tụ linh lực trong cơ thể. Nếu loại trừ những thủ đoạn bản lãnh khác mà nói, người nào có linh lực dồi dào hơn trong khí hải, thực lực hắn là mạnh hơn người khác. Nhưng khi tiến vào Chí Tôn cảnh, khí hải bị vỡ ra, trở thành thứ còn hoàn mỹ hơn Chí Tôn Hải. Khí hải tồn tại trong cơ thể trọng yếu vô cùng, cũng là yếu ớt nhất. Nếu khí hải bị hủy, con đường tu luyện lập tức dừng lại, bao năm tu luyện hóa thành hư không. Đến Chí Tôn Hải, huyền diệu thay nó không còn tồn tại đơn thuần trong cơ thể, mà tự một vùng thiên địa nhỏ kỳ ảo trong cơ thể con người, bí ẩn hơn cả khí hải, cường đại hơn khí hải, hoàn toàn là cấp bậc vượt trội hơn. Mà quan trọng nhất, khi Chí Tôn Hải thành hình, người tu luyện có thể giấu thần phách trong đó, dù cho thân thể bị hủy, thần phách được Chí Tôn Hải bảo vệ, sau này luyện ra thân thể phục khởi hồi sinh. Cho nên Chí Tôn Hải và Chí Tôn Pháp Thân là hai dấu hiệu rõ ràng nhất của cường giả Chí Tôn. Một để bảo mệnh, một gia tăng chiến lực đáng sợ, vì thế mà ai ai cũng thèm tuồng bước lên trình độ cao vút này. Và lúc này, ẩn hiện phía sau Cơ Huyền chắc chắn là Chí Tôn Hải. Nói vậy chẳng lẽ hắn bước vào Chí Tôn cảnh, ai nấy kinh hãi, ánh mắt bắt đầu rung động. Cơ Huyền che giấu thật sâu. Cứ như vậy thì tỷ thế này ý nghĩa gì? Chí Tôn cảnh cơ bản là quá sức chống cự với bất kỳ đệ tử nào. Khu vực Bắc Thương Linh Viện, Diệp Khinh Ninh và Vũ Hy Tô Linh Nhi tái mặt. Trước cường giả Chí Tôn chân chính, mọi thủ đoạn đều không thực tế. Chí Tôn Hải của hắn chưa đầy đủ. Linh Khê luôn quan sát trận chiến lên tiếng. Diệp Khinh Ninh nhất thời nhìn lên. Cơ Huyền thiên phú chắc tuyệt, tuổi trẻ như thế chạm tới cánh cửa Chí Tôn cảnh. Bất quá, Chí Tôn Hải chân chính phải rất hoàn mỹ, mà không gian quanh hắn có vẻ như muốn thoát phá. Hiển nhiên chỉ là miễn cưỡng ngừng tụ thành hình thái ban đầu của Chí Tôn Hải. Và lại linh lực trong Chí Tôn Hải của hắn có vẻ pha tạp, dường như nhờ ngoại lực luyện thành. Linh Khê dù sao là trưởng lão Bắc Thương Linh Viện, nhãn lực của nàng hơn xa đám đệ tử, liếc mắt là thấy ngay khuyết điểm. Bất quá khi nói Cơ Huyền thiên phú chắc tuyệt, nàng lại quên mất tuổi tác chính mình chẳng hơn Cơ Huyền bao nhiêu. Thành ra nếu phải khen, chính nàng ta lại là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nguyên nhân phần lớn là nhờ năm xưa luôn đi cùng mẫu thân Mục Trần, một vị đại cường giả sánh ngang thiên chí tôn, tự mình bồi dưỡng. E rằng người được ẩn như thế ở đại thiên thế giới chẳng có bao nhiêu. Vậy sao? Diệp Kinh Ninh tờ phào mừng rỡ. Bất quá đừng có vội lạc quan sớm. Dù cho Chí Tôn Hải chưa hoàn chỉnh, nhưng lực lượng vượt xa thần phách nan. Là khi có Lạc Hà tinh linh, dù vậy vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành, chẳng giúp được nàng bao nhiêu đâu. Linh Khê nhẹ lắc đầu, tạt một gáo nước lạnh vào hy vọng mọi người. Diệp Kinh Ninh cười méo miệng, chỉ biết gật gù cho xong chuyện. Lúc này chỉ có thể cổ vũ và cầu mong Lạc Ly có thể thắng Cơ Huyền. Linh Khê ngẩng lên cao nhìn thẩm phán kính trên trời khẽ thì thầm. Người dễ dàng buông bỏ vậy sao? Linh khí gạo thét. Cơ Huyền đứng ngạo nghễ giữa không trung, khí chất trở nên ngạo thị quần hùng. Lạc Ly, người xem lúc này hắn còn tư cách thành đối thủ của ta không? Cơ Huyền chậm rãi hỏi. Lạc Ly chẳng hề trả lời, chỉ là mỉm cười nhạt nhẽo. Cái thái độ không thèm tranh luận làm cho Cơ Huyền sôi máu, vì hắn hiểu được ý nghĩa của lũ cười kia là gì. Nàng khinh thường hắn, chẳng buồn mở miệng, chẳng bao giờ cho hắn một đáp án.
Ta xem người kiên trì thế nào. Ít nhất người khác dễ dàng hiểu ra hắn chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta. Cơ Huyền tiến tới, mắt lạnh lẽo, tay lật đột ngột đánh ra. Linh khí bạo động, linh lực trong hải dương mênh mông trào ra, hóa thành cự trường thánh quang, như thực chất vỗ tới. Hoàng kim chiến đài chắc chắn vỡ tung tóe. Cơ Huyền chẳng hề dùng tới thần thuật, chỉ bằng độ mạnh mẽ của linh lực hùng hậu mà công kích mạnh đến khó hình dung. Lạc Ly lạnh lùng nắm chặt Lạc Thần kiếm, Lạc Hà Tinh Linh cũng siết chặt tay lại. Nước sông cuồn cuộn đổ tới tay, hình thành thủy kiếm. Cả hai đồng loạt chém xuống, kiếm quang ngàn trượng bắn lên cao cùng kiếm ý vô tận. Đùng, kiếm quang chém vào cự trượng, kinh lực bắn ra tứ tung. Ta xem người có thể ngăn bao công kích nữa. Cơ Huyền cười lạnh, thân hình nứt lên trời cao, hai tay nhấc lên, thiên địa chấn động. Linh lực trong Chí Tôn Hải nổi sóng dữ dội, thánh quang bắn ra, hình thành những cự trưởng linh lực khổng lồ. Cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta lạnh mình, số lượng công kích không đếm nổi, sự tiêu hao linh lực cực lớn. Thế nhưng mà Cơ Huyền cứ như tùy tiện đánh ra. Thiên địa ảm đạm, vô số cự trưởng như mưa sa băng ầm ầm đổ xuống Lạc Ly. Nàng trợn mắt nghiêm mặt, hít một hơi, tay giơ cao, Lạc Hà cuốn lấy bảo vệ nàng. Cả dòng nước như một con thủy long uốn lượn. Bùm bùm bùm, cự trưởng vô số nện vào Lạc Hà, linh lực trùng kích làm cho hoàng kim chiến đài chịu không nổi, những vết nứt không ngừng lan tràn. Ai nấy run rẩy quan sát diễn biến. Mọi người nhìn thế công áp đảo, tầng phòng ngự của Lạc Hà nhanh nhạt đi. Vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện nghiến răng siết chặt tay khẩn cầu. Cơ Huyền nằm mạnh đến mức đáng sợ, cả Lạc Ly cũng không thể chống cự được. Rầm rầm, Lạc Hà lung lay dữ dội rồi nhanh chóng đến cực hạn, theo tiếng động kỳ lạ hóa thành vô số đốm sáng nổ tung. Lạc Hà tinh linh theo đó tiêu tàn, vọt vào cơ thể Lạc Ly. Lạc Ly rên khè khẽ, thân hình bắn lui. Cẩn thận, chính lúc vòng bảo hộ quanh người Lạc Ly tàn mất. Ôn Thanh Tiền biến sắc khi thấy huyết quang ngập trời hội tụ phía sau Lạc Ly. Huyết Tiên Hà thần tình dữ tợn hiện ra, một trường hướng thẳng hậu tâm, ý đồ mưu sát nàng. Ôn Thanh Tuyền lập tức thúc giục linh lực còn lại trong cơ thể, nhanh nứt tới Lạc Ly, định dùng thân thể đỡ cho Lạc Ly một kích cổ Huyết Thiên Hà. Học tỷ, các cô gái Vạn Hoàng Linh Viện thất thành là lớn. Huyết Thiên Hà, cái con mẹ nó, thằng khốn nạn. Bác Thương Linh Viện vô số đệ tử phẫn nộ mắng, hiển nhiên hành động đê tiện chẳng có điểm dừng cố Huyết Thiên Hà lại khiến họ nổi giận. Huyết Thiên Hà cười khẩy, quyền không dừng mà thúc đẩy toàn bộ linh lực trong người, hùng hằng hướng thẳng Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly, rõ ràng là muốn lạt thủ tồi hoa. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, nhắm mắt, chuẩn bị nhận hết công kích hùng mãnh của Huyết Thiên Hà. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đi chết đi, Huyết Thiên Hà giữ tợn gào lên, quyển phòng chẳng hề lưu tình. Chính lúc ấy một luồng sét cuồng bạo trong thiên địa. Trên bầu trời các viện trưởng, kể cả viện trưởng Ngũ Đại Viện, trợn mắt nhìn Thẩm Phán Kính. Bề mặt nó sóng gợn nền dữ dội, rồi sấm sét lóe ra trước mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một nắm đấm sấm sét xuyên qua không gian như thiểm điện đập vào người Huyết Thiên Hà. Bùm, Huyết Thiên Hà nháy mắt bắn xuống dưới, thân thể cắm sâu vào hoàng kim chiến đài, nửa thân người máu me bê bết. Những tiếng chửi mắng nhất thời im bặt, mọi người nghệt mặt ngây dại, thấy trong ánh chớp lôi đỉnh có bóng người xuất hiện, hai tay ôm lấy hai vòng eo mềm mại của Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền. Thân ảnh lóe lên hiện ở hoàng kim chiến đài, hào quang dần tan mất, hiện rõ gương mặt của hắn. Chương 625, Mục Trần hiện thân. Lôi quang lóe sáng, trên hoàng kim chiến đài rực rỡ chói mắt, thân ảnh khá quen thuộc dần hiện rõ ràng trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Khi họ thấy rõ dùng mạo hắn, ai nấy tròn mắt nhìn. Vài kẻ tỏ ra sợ hãi như gặp quỷ. Đó là Mục Trần, không phải hắn là bị nhốt trong Thẩm Phán Kính sao? Sao có thể ra? Không thể, chẳng lẽ hắn đột phá vừa được vây khốn của Thẩm Phán Kính? Thật đáng sợ quá đi. Tiếng bàn tán kinh nghi vàng khắp nơi, mọi người cực kỳ chấn động, so ra chẳng kém việc Cơ Huyền dùng Chí Tôn Hải khi nãy. Đám đệ tử Bắc Thương Đình Viện này hò reo inh ỏi, mừng rỡ như điên. Mục Trần ca quả nhiên xuất hiện. Không hổ là bá chủ thiên bảng Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Mục ca, xử đẹp hai thằng chó kia đi. Kẻ nào kẻ nấy kích động hò hét. Lạc Ly có thực lực rất kinh người, dù sao trong Bắc Thương Linh Viện phần lớn thời gian nàng im ắng tu luyện,
Còn Mục Trần hết lần này đến lần khác kiều chiến vượt cấp, đánh bại vô số lão sinh, leo đến vị trí chói mắt nhất ngay từ bước chân vào linh viện, tỏa sáng liên tục. Hắn dần được mọi người ở Bắc Thương Linh Viện ủng hộ. Dù cho đạt lấy vị trí bá chủ, Trầm Thương Sinh cũng không ngày thấy khó chịu vì hắn có đủ tư cách đó. Bất giác trong lòng đệ tử Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần trở thành tấm gương cho nhiều người nhìn tới, dần dần trở thành một loại tín ngưỡng. Chính vì lý do đó, khi Mục Trần xuất hiện, họ mới không thể che giấu được cảm xúc. Hắn, Tô Linh Nhi mắt lòng lành nhìn Hoàng Kim Chiến Đài, mím môi nắm chặt tay vì kích động. Mục Trần ca ca quả nhiên xuất hiện, tại bên hắn nhất định không khiến ta thất vọng. Vũ Hy reo lên đầy vẻ sung bái. Sở Kinh Ninh chỉ là nhẹ thở ra. Vốn đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện bắt đầu suy sụp vì thế công áp đảo Lạc Ly, lúc này lại trở nên hưng phấn đầy tin tưởng. Chỉ cần Mục Trần hiện, cục diện được nghịch đảo. Từ khi Mục Trần gia nhập Bắc Thương Linh Viện, hắn đã tạo ra vô số chuyện kinh hỉ không khiến người khác thất vọng bao giờ. Tên kia có một loại mị lực tới từ sự tự tin của hắn, khiến người xung quanh bị thu hút. Dù cho đối mặt cường địch cấp độ nào, hắn cũng không lùi bước, chiến ý ngập tràn. Vừa xuất hiện là diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân. Thật là, Linh Khê khẽ mỉm cười, vẻ căng thẳng trong mắt hoàn toàn tan, trở lại lãnh đạm như cũ, khóe môi mang niềm vui nhàn nhạt. Biểu hiện của hắn không làm cho nàng thất vọng. Trên Hoàng Kim Chiến Đài, Mục Trần lên tiếng hào hỏi hai cô gái đang ôm trong lòng. Cả hai không sao chứ? Lạc Ly mừng rỡ nhìn gương mặt quen thuộc đó, cười khúc khích lắc đầu. Ôn Thanh Tiền thắng sững sờ, giật mình thấy cánh tay hắn vòng qua eo mình, bất giác đỏ mặt giãy khỏi vòng tay, hung tợn trừng mắt. Người lợi dụng ta! Mục Trần chưng hừng, đừng cố chấp thế, ta vừa cứu người đó. Ôm trái nựng phải, thích nhỉ? Ôn Thanh Tuyền cũng không thà tính toán với hắn. Lại còn để hai cô gái liếu yếu đào tơ chiến đấu lâu như vậy, phong độ nam nhi của ngươi để đâu rồi? Mục Trần gái đầu ngẩng đầu nhìn trời cao, mắt lóe sát khí hướng thẳng Cơ Huyền mỉm cười nói. Ta xin lỗi vậy, giờ mọi chuyện sao cho ta? Được không đó, cái tên kia giờ có cả Chí Tôn Hải cũng là mở ra được. Dù rằng chưa phải chân chính cường giả Chí Tôn, nhưng chúng ta tuyệt đấu không đủ sức chống lại. Ôn Thanh Tuyền tỏ ra nghi ngại mà tỏ ra khá lo lắng. Để ta giúp ngươi, ta vẫn có thể tiếp chiến. Dù hắn có Chí Tôn Hải nhưng muốn sống mãi một phen chưa chắc ta bại dưới tay hắn. Lạc Ly khẽ lên tiếng, miệng cười mỉm cười gật đầu Mục Trần. Trận này là ta chờ lâu lắm rồi. Lạc Ly im lặng không có nói, hiểu ý nghĩa của trận chiến Mục Trần. Cẩn thận đó. Lạc Ly và Thanh Tuyền liếc nhìn nhau chậm rãi lùi lại, mắt nhìn sang gã tội nghiệp đang nằm sóng xoài trọng thương phía xa xa. Huyết Thiên Hà nửa thân bị lún hẳn trong chiến đài, hoàn toàn không còn sức gượng dậy nổi. Thế nhưng những cái trò ti tiện hắn làm trước đó hay là không dễ buông thà cho tên đáng thương đó. Mục Trần chậm chậm bay lên đối diện Cơ Huyền. Cơ Huyền lạnh lẽo nhìn đối thủ, từ khi tên kia xuất hiện chưa từng rời mắt khỏi, sát khí không chút yếu đi. Hắn hơi nghiêng đầu hích mặt lên tiếng, không ngờ người có thể xông ra, thật ngoái muốn. Chuyện ngoài muốn người còn nhiều lắm, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Mục Trần cười nhạt, nụ cười chẳng hề thân thiện. Từ khi ra ngoài này hắn đã dễ dàng nhận ra linh lực Lạc Ly hơi hỗn loạn, chắc là do tên Cơ Huyền này tặng cho bài thương tích. Cơ Huyền khẽ lắc đầu, cũng không sao, người có thể mò ra đây ta cũng vui lòng. Ta thấy nếu lúc này nghiền nát người dưới trần, có lẽ đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện kia là hết sùng bái người ngay. Hắn hiển nhiên nhận ra sự ủng hộ cuồng nhiệt của vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Điều đó làm hắn chán ghét, dĩ nhiên là muốn đưa những gương mặt kia trở lại xám ngoét sụp đổ. Điều đó là một khoái cảm không nhỏ. Mục Trần cười chẳng nói, tay nắm lại bắt đầu vận công, linh lực dũng mãnh như núi lửa phun trào. Rầm rầm, từng đợt dao động cường đạo tỏa ra cho thấy lực của hắn. Ồ, tam trọng thần phách nan. Cao Huyền cảm ứng dao động linh lực, nhíu mày một chút, ngữ khí lạnh nhân đó trầm trọng. Xem ra người đã có lợi ích không nhỏ từ Thẩm Phán Kính nhỉ. Trước khi xông vào Thẩm Phán Kính, thực lực Mục Trần chỉ là nhất trọng thần phách nan, nhưng lúc này xuất hiện đạt đến tam trọng. Không ngờ trong Thẩm Phán Kính, Mục Trần lại trực tiếp vượt qua nhị trọng. Bất quá linh lực cấp độ này đối với ta chẳng chút uy hiếp. Cao Huyền cười khẩy, mặt càng lạnh toát. Thánh quang từ trong Chí Tôn Hải phía sau bắn ra như một luồng năng lượng thực chất, muốn xuyên phá không trung hướng công kích Mục Trần. Hắn chỉ túy động một ngón tay,
linh lực nào vượt ra tam trọng thần quách nan. Ầm, Mục Trần hoàn toàn bình tĩnh, thình lình lôi điện rực rỡ tỏa ra quanh người, dung nhập vào cơ thể. Xoẹt xoẹt, lôi quang lóe ra, làn da Mục Trần sáng lên rực rỡ như bạc, trên ngực vẽ lên những cái đường hoa văn lôi đỉnh xuất hiện liên tiếp. 1, 5, 7, 9. Lôi thần thể của Mục Trần không ngờ đã đến cảnh giới cửu hoàn lôi thể. Đường lôi văn thứ 9 hình thành, mắt đen của Mục Trần trở lên như lôi đình. Cả một thế giới sấm sét điện quang hình thành trong đôi mắt hắn. Hắn chậm rãi bước tới, nhẹ đánh ra một quyền. Quỳnh, nắm đấm hướng tới chậm rãi, rất chính xác nện vào thánh quang công kích với tư thái bá đạo nhất, chấn nát nó thành từng mảnh. Lấy sức mạnh cơ thể chống lại năng lực chí tôn sao, mơ tưởng háo huyền. Cơ huyền chẳng hề kinh ngạc, trừng mắt cười khẩy. Hắn cảm nhận ra sức mạnh thân thể của đối thủ cực kỳ bá đạo. Nhưng có thế thì đòi thắng là quá ngây thơ. Ngươi tưởng rằng mình là cường giả chí tôn? Mục Trần cười nhạt, mắt nhìn chí tôn hải phía sau cơ huyền, nhếch mép hỏi vặn. Chẳng qua là một cái chí hồ tôn hải méo mó hay sao? Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có được? Nghe Mục Trần nói thế, cơ huyền bất giác trợn mắt. Chương 626, Mục Trần chí tôn hải. Trên bầu trời, cơ huyền lạnh lẽo quan sát lôi đình uốn lượn quanh người Mục Trần, mắt như độc xa. Câu của Mục Trần khiến hắn hơi kinh ngạc, tròn mắt nhưng thái độ tỏ ra trầm trọng. Thế sao? Hiển nhiên hắn không tin Mục Trần có chí tôn hải. Trong thẩm phán kính có kỳ ngộ gì được cơ chứ? Lại còn trong thời gian ngắn ngủi đó, sao mà từ nhất trọng thần bách nan vọt tới cảnh giới khai mở chí tôn hải? Nhưng cơ huyền chẳng đắc ý được, lầu mắt lôi điện của Mục Trần trở nên đanh thép, tay sũng hùng kết ấn. Vù, một cột sáng đỏ sậm từ đỉnh đầu bắn lên trời cao, hùng sát khí đáng kinh ngạc tràn ngập cả thiên địa, như mãnh thú viễn cổ sai ngàn năm bắt đầu thức tỉnh. Ai nấy há hốc mồm kinh hãi quan sát diễn biến. Mặt trụ khổng lồ yên lặng lơ lửng giữa cột sáng, mặt ngoài mang đầy vết thương tích thẳng chậm qua năm tháng, có những vết hủy hoại kinh khủng chẳng biết do thứ gì tạo thành. Đại chiến kinh thiên mà đại tu sĩ ma chủ từng trải qua từ viễn cổ tới nay có bao nhiêu trận. Đồng thời những hoa văn lấp lánh rực rỡ, dáng vẻ như xiềng xích cuốn chặt lấy ma chủ như giam hãm nó. Những hoa văn là phong ấn được Mục Trần thiết kế nhờ mảnh bất hủ đồ lục thần bí trong cơ thể. Đại tu sĩ ma chủ khí thế cực kỳ hung ác. Trước đây Mục Trần chỉ là miễn cưỡng sử dụng ở trạng thái bị phong ấn, thế nhưng phong ấn kia lúc này có thể tháo bỏ. Mục Trần nắc người bay tới trước đại tù di ma trụ, tay kết ấn vỗ lên ma trụ. Bùm, bạo động bùng phát từ vị trí tiếp xúc giữa bàn tay Mục Trần với ma trụ. Mảnh giấy bất hủ đồ lục trong khí hải phát ra tiếng ào ào, hào quang tím tỏa sáng trôi ra từ bàn tay hắn. Giải phong, tiếng quát lệnh khẽ vang lên. Xoẹt xoẹt, hoa văn màu tím bao phủ đại tu di ma trụ nhanh rút đi tan rã. Quỳnh, ma tụ ma trụ rung lên, hình thể khổng lồ vốn là cả trăm trượng lúc này hoàn toàn thoát khỏi Mục Trần khống chế, nhanh chóng biến nó to hơn nữa. Những cột chống trời giữa thiên địa hùng sát lực càng thêm điên cuồng, thiên địa biến sắc trở thành một màu đỏ đầy huyết tinh. Hùng sát lực tràn ngập, khán giả dùng mình tim đập thình thịch. Thậm chí ngay cả viện trưởng trên tầng trời cao cũng bị hùng sát lực kia dọa cho biến sắc. Thái thượng viện trưởng trừng mắt nhìn thoáng kinh dị lầm bầm. Định tháo phong ấn đại tù di ma trụ sao? Nhưng hùng sát khí viễn cổ này không dễ khống chế. Đại tù di ma trụ là chấn cùng chi bảo của Long Ma Cung. Thái thượng viện trưởng biết khá nhiều về uy lực của nó. Năm xưa đại chiến với Long Ma Cung, nếu hùng sát khí này được sửa chữa thành công, e rằng Bắc Thương Linh Viện chỉ có Bắc Minh Long Côn trợ giúp cũng thúc thủ vô sách. Còn lúc này trong tay Mục Trần, thực lực hắn có thể khống chế đại tù di ma trụ hay không? Nếu như không, chắc chắn bị hùng khí này cắn ngược. Ai nấy là tập trung chú ý ma trụ khí thế hùng ác giữa không gian. Mục Trần ngẩng mặt ngóng nhìn ma trụ khổng lồ. Sau khi phá phong ấn, mặt ma trụ có những vết nứt đỏ tươi, thoạt nhìn như miệng miệng ác ma hung tợn phun ra hùng sát lực kinh hoàng, đang chuẩn bị hiển lộ hùng uy dữ tợn. Mục Trần phóng bay lên đỉnh trụ. Quỳnh đột nhiên là hắn đặt chân xuống,
Đại tu sĩ ma trụ dùng chuyển hùng sát lực, tỏa ra hào quang huyết sắc hùng tợn đổ tới hắn. Thứ hùng khí này chẳng hề chịu phục tùng hai lịch bất phàm của nó, cho đó thấy nó có linh tính. Sau này bị phong ấn nên là ẩn nấp một chỗ, đợi lúc phong ấn bị phá, ngoan cũng không có ngoan nữa, là trở thành đầu con ngoan ngoãn trở thành vũ khí cho Mục Trần sử dụng. Đại tu sĩ ma trụ phản phệ, Mục Trần gầm nhẹ, hiển nhiên đoán trước được. Chân dùng lực dợ mạnh xuống, hào quang màu tím từ bàn chân lan ra, hùng sát lực đáng sợ ùa lên, lập tức hoảng hốt rút. Đại tu sĩ ma trụ tỷ bá đạo hùng hãn, nhưng bất hủ đồ lục trong cơ thể Mục Trần lại quá xuất sắc, có thể phong ấn hoàn toàn sức mạnh nó. Bị Mục Trần phản kích, đại tu sĩ ma trụ đành lùi về, không còn hành động chống đối ám toán Mục Trần. Đã biết nghe lời, còn không mau đem năng lực cho ta dùng. Mục Trần nhận thấy trạng thái đại tu sĩ ma trụ trở lại an tĩnh, nhếch mép cười, ngồi xuống tại chỗ, lòng bàn tay ngửa ra, hùng sát lực trong ma trụ bùng lên như hai cái dòng chảy vào bàn tay hắn, rồi bao phủ cả người Mục Trần. Quỳnh quỳnh, hùng sát lực cuồn cuộn đổ vào người như huyết long điên cuồng, hùng dũng chạy khắp nơi rồi là chui vào khí hải Mục Trần. Sau khi tháo bỏ phong ấn, năng lượng đại tu sĩ ma trụ cực kỳ kinh khủng, hùng hãn hơn không chỉ vài lần, năng lượng vượt xa khí trước. Hùng sát lực mênh mông cuồng bạo tràn ngập khí hải, nó nhìn vào khí hải của hắn chỉ có một màu đỏ đáng sợ. Khí hải của hắn tràn ngập rồi dần dần trở nên quá tải, cảm giác đau nhức bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng Mục Trần vẫn không nhúc nhích, không có điều động, hùng sát lực tiếp tục tràn vào khí hải. Tới khi khí hải không còn khả năng chứa đựng nữa, ngay khi vị trí trung tâm nó uốn éo biến dạng, một chấm đen nhỏ bé hình thành, dao động phát ra như một cái vùng không gian kỳ diệu mới sản sinh. Chính lúc đó, một lực hút kinh dị từ chấm đen phát tán, cào thét luốt lấy hùng sát lực ngập tràn xung quanh, toàn bộ bị hút một cách nhanh chóng. Vì chỉ vài chớp mắt, khí hải của hắn lại trở nên trống trơn, kể cả linh lực cũng không có tồn tại. Trên đỉnh ma trụ, thân thể Mục Trần khẽ run, ngẩng đầu nhìn đối diện khẽ cười, đứng dậy. Ầm, không gian phía sau Mục Trần biến dạng, dường như hình thành một cái vùng hải dương đỏ sẫm như biển máu, cực kỳ hung lệ. Vẻ hung lệ đó khiến cho người ta run rẩy hoảng sợ. Thế nhưng lúc này sự hoảng sợ trong mắt khán giả là chỉ có một nguyên nhân khác. Chí Tôn Hải, Mục Trần là khai mở được Chí Tôn Hải. Mục Trần ca ca cũng mở được Chí Tôn Hải rồi ư? Vũ Hy vui mừng reo lên. Diệp Khánh Ninh cũng tròn mắt khó tin. Trước khi tiến vào thẩm phán kính, Mục Trần chỉ là thực lực nhất trọng thần quách nan. Thế nhưng sao đột ngột tăng trưởng vừa đến trình độ mở ra Chí Tôn Hải, thật khủng khiếp. Cái đó không phải là Chí Tôn Hải của bản thân hắn. Linh Khê tình ý hơn lắc đầu giải thích. Hắn chỉ mở một thứ trong khí hải gọi là Chí Tôn Nguyên Điểm, dùng hung sát lực đại tu gì mà trụ đổ vào. Năng lượng này không phải của hắn, do đó không thể sinh ra không ngừng, cũng không hấp thu được linh khí bên ngoài bổ sung dung hợp. Cho nên ngụy Chí Tôn Hải này dễ dàng tan biến. Khi mà hùng sát lực cạn kiệt, chỉ tồn tại được một thời gian mà thôi. Dẫu sao cũng là mục đích của hắn. Chí Tôn Nguyên Điểm là hình thái cơ bản đầu tiên, căn nguyên của Chí Tôn Hải. Muốn tạo thành Chí Tôn Hải chân chính, cần dùng linh lực bản thân để hoàn thiện nó. Mục Trần lúc này chắc chắn không đủ thời gian, hắn dùng cách là mượn năng lượng hùng sát đổ dồn vào Chí Tôn Nguyên Diễm Nguyên Điểm, tạo thành Ngụy Tôn Chí Hải. Dù sao chẳng cần biết Chí Tôn Hải kia là thật giả, hắn vẫn có thể sử dụng năng lượng đó. Và khi hắn có được Chí Tôn Hải, ưu thế thực lực của cơ huyền hoàn toàn bị hắn gạt bỏ. Cử văn nôi thể, sức mạnh Chí Tôn Hải, thậm chí có thể nói ở trong gầm trời này đây, hắn là vô địch dưới Chí Tôn cảnh. Chí Tôn Hải đầy huyết tinh uốn éo quay cuồng trong không gian, sóng gió bồng bềnh. Mục Trần nghênh mặt nhìn cơ huyền, ầm ầm im lặng, nhẹ đưa tay ra ngoắc ngoắc khiêu khích. Mục Trần đứng trên ma trụ, con người đỏ hiếu sát, lôi đình lóe ra liên hồi, khí thế áp đảo tràn ngập, thậm chí còn dữ dội hơn cơ huyền. Mục Trần như sát thần hiên ngang hùng dũng, sát khí lẫm liệt, kinh sợ toàn trường. Chương 627, Chí Tôn Quyền. Mục Trần vững vàng thế tấn trên đại tu di ma trụ, hung sát lực càn quét thiên địa, áp lực khiến toàn vùng phải nín thở. Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn vào gã thiếu niên cao cao ốm ốm kia.
Nét mặt tuấn tú nào hoàn toàn thay bằng sự lãnh khốc đáng sợ. Đôi mắt đỏ lóe lên lôi đình thật uy hiếp. Năm xưa chưa có chiến quả cuối cùng, vậy lúc này chúng ta nên chấm dứt đi. Cầu Huyền thâm trầm trả lời. Xem ra ta ra tay trong thẩm văn kính vẫn còn nương nhẹ, mới khiến cho người có một cái chút cơ duyên. Ngẫm nghĩ một chút, rõ ràng khi Mục Trần bị nhốt trong lốc xoáy kia mới đạt được thành tựu này, trực tiếp đề thăng thực lực lên tam trọng thần phách nan, thậm chí mở được trí tồn hải, tiến lên trình độ ngang ngửa bản thân Cơ Huyền. Mục Trần nghe vậy không nói gì, mắt càng sát khí. Dù vậy người không khiến ta thất vọng, bằng không cái cách ta phải e ngại người còn khiến cho người khác chê cười mất. Cơ Huyền nắm chặt tay lại, thánh quang ngừng tụ thành trường thương rực rỡ khí phách. Hình dáng cây thương này cũng không có tầm thường, trên thân thương có một đôi cánh phe phẩy như cánh thiên sứ. Thánh quang nóng cháy dữ dội khuếch tán, dao động rất mạnh mẽ. Thiên sứ thương, Thái Thương viện trưởng nhận ra vũ khí mà Cơ Huyền vừa triệu hồi, mắt rõ ràng chú ý. Thánh Ninh viện thật hào phóng, ngay cả thần khí hạ phẩm cũng cấp cho Cơ Huyền. Cơ Huyền khi còn ở trong viện biểu hiện rất tốt, lại có công lao, thế nên thiên sứ thương này mới bàn cho hắn. Bất quá thương kia lợi hại vẫn là kém hơn ma trụ Mục Trần một chút. Bác Thương Ninh viện này cũng bỏ công không ít đâu nhỉ. Thiên Thánh viện trưởng cười, hiển nhiên hắn đâu nghĩ rằng đại tu sĩ ma trụ là bản thân Mục Trần hay là tự mình có được. Thái Thương viện trưởng cười khẩy, chẳng hơi đầu giải thích, tường tận cho phí thời gian, nhìn xuống tầng trời rằng co bên dưới, không khí càng lúc càng căng thẳng. Mọi người đang háo hức mong chờ, chẳng biết trong hai kẻ xuất sắc nhất thế hệ đệ tử toàn bộ linh viện trên đại thiên thế giới này, trận giao tranh của họ kết thúc với phần thắng thuộc về ai. Quán quân đại chiến tất nhiên phải có là trận đấu hấp dẫn nhất của đại tái linh viện. Phủ Cơ Huyền đột nhiên múa thương, thân hình run lên một chút rồi hoàn toàn biến mất. Huynh, chính lúc đó Mục Trần lại không hề do dự đánh ra một quyền công kích không gian trước mặt. Ầm ầm, hắc lôi dâng tràn, linh lực hội tụ như nộ lòng xung kích, sức mạnh đủ để trọng thương một gã cao thủ tam trọng thân phách nan. Đột nhiên là thương kình sắc bén từ hư vô xé toạc không gian chui ra, thánh quang lóe sáng, năng lượng nóng cháy bá đạo xoẹt qua không trung, mũi thương bén nhọn đâm thẳng vào đầu Huyền cứng rắn trong lôi điện. Choàng, tiếng kim thiết vang vọng, kim phòng kinh khủng từ đầu thương bắn ra, khuếch tán tầng tầng không ngớt. Mục Trần không nhúc nhích, nhìn không gian phía trước hơi biến dạng. Cơ Huyền chẳng hề có mặt, chỉ thấy thành trường thương như xuyên qua từ hư vô. Đòn gió thăm dò vô vị thế này ý nghĩa gì chứ? Mục Trần mặt chẳng đổi sắc, bất ngờ hắn tiếp tục tung quyền như lôi đình cắt phá bầu trời, tốc độ tức thì đánh vào một chỗ không khí kia. Đùng, lôi đình bắn tới, không gian hư vô một bóng người bị chấn vang đi, loạn choạng trên không cả một đoạn mới đứng vững được. Nhìn kỹ đúng là Cơ Huyền với thánh thương trong tay, mặt khó coi. Cơ Huyền hậm hực cáu giận, nhưng mắt rõ ràng là nghiêm túc hẳn lên. Tay kết ấn, không gian uốn éo ra sau lưng, phát ra thánh quang vạn trượng. Chí tôn hải gào thét điên cuồng, vô số tia sáng bắn ra. Thánh quang thuật quân đoàn thiên sứ, từng tia sáng bắn ra bắt đầu ngừng tụ, rồi hình thành một cái bóng có hình người, dung mạo không rõ ràng, cùng đôi cánh thiên sứ rực rỡ vỗ nhẹ sau lưng. Mỗi một cái bóng toát ra dao động cường đại không hề kém cạnh cao thủ thần phách nan chút nào. Quang hoàn kim chiến đài, mọi người chép miệng kinh nghi, Cơ Huyền quả nhiên khó lường, lại là tu luyện thần thuật huyền ảo như thế. Giải đậu thành binh, chiêu thức này cho thấy chênh lệch giữa trí tồn cảnh cùng thần phách nan lớn đến cỡ nào, khó có thể bổ khuyết khoảng cách bằng thủ đoạn thông thường. Nếu Mục Trần lúc này chưa mở được trí tôn hải, thực sự không cách nào là đối thủ của hắn. Sát, Cơ Huyền lạnh lùng ra lệnh, trường thương phát ra như là đại soái lãnh binh, vô số cái bóng thiên sứ lao đi vùn vút, trận hình nghiêm cẩn bao vây Mục Trần. Mỗi thiên sứ là có trường thương trong tay, nhanh chóng tạo thành một cái mạng lưới công kích dày đặc, phủ kín mọi lối tránh né của đối phương. Cút, Mục Trần dậm chân trí tôn hải. Huyết tinh quán là bộc phát ra hào quang huyết sắc, dũng mãnh công kích đám thiên sứ kia.
Thế nhưng mà Cơ Huyền lại mỉm cười bí hiểm, gằn giọng quát lên: "Táng lễ thiên sứ!" Bùm bùm bùm, tiếng nổ khủng khiếp bất tình lình vang trên khung trời. Những bóng thiên sứ đột ngột tự bạo, khiến cho không gian xung quanh Mục Trần trở nên mong manh bất ổn. Vòng bạo kinh khủng bắt đầu hình thành, vây chặt lấy hắn. Trận đấu thảm liệt ngoài dự đoán của mọi người, đám khán giả phấn khích nhưng cũng kinh hãi. Giao tranh trình độ này trong Đại Tây Linh Viện rất ít khi xuất hiện. Phong bạo điên cuồng tàn phá, mọi người kinh nghi không biết nếu nó bị đánh trúng, Mục Trần chịu nổi hay không. Phong bạo cũng nhanh chóng yếu đi, rồi đã khung cảnh trở lại quang đãng. Mọi người mắt hào háo nhìn thẳng chỗ cũ, những tiếng kinh hô thất thanh, ngay cả Cơ Huyền cũng trợn mắt. Vị trí trung tâm phong bạo, Mục Trần hiền ngang đón gió, quần áo trên thân hắn rách bươm, thân thể hình lồi đỉnh, chạy tới chạy lui, trên đường lôi văn trên ngực lóe sáng nhàn nhạt. Tiếng giám rèn dĩ phát tán không ngừng, thế nhưng không hề có một chút thương tích, cứ như vừa rồi hắn mặc cho Cơ Huyền công kích cũng chẳng si nghe. Thân thể thật cứng cáp, có ai đó chép miệng than. Làn da sáng như bạc, thân hình không cường tráng hùng vĩ, nhưng lại mang khí thế không thể lay chuyển. Đôi mắt Mục Trần càng thêm rực rỡ, hùng sát lực cường đại cũng không thể cản nổi được. Lôi đình cuồng bạo trong người hắn tung hoành, hai tay nắm chặt, hờ hững nhìn Cơ Huyền như hùng thần đang khinh bỉ một con giun con dế. Công kích chỉ có trình độ kém cỏi như thế thì ta dạy cho xem. Mục Trần dùng lời nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại mang theo cái tiếng sấm ầm ầm trong thiên địa. Dứt lời, bất chợt từ không trung trở nên u ám, ai nấy hoảng hốt, nhìn thấy bầu trời trên cao chẳng biết khi nào hội tụ một lượt hắc lôi vân cực lớn, bao phủ mấy ngàn trượng, uy thế đáng sợ chẳng ai dám thở mạnh một tiếng. Ngân quang lấp lóe, chạy qua chạy lại trong lôi vân, uy áp thiên địa cực kỳ kinh khủng. Ầm, một cái cỗ sấm sét xuyên phá tầng mây, không hề báo trước sáng xuống, chỉ có điều nó không công kích Cơ Huyền mà hướng thẳng vào người Mục Trần. Đục, lôi đình dũng mãnh phang vào người Mục Trần, những tia lôi điện không hề bị khuếch tán ra xung quanh, toàn bộ bị thân thể Mục Trần hấp thu. Lôi điện quanh người hắn đột nhiên dừng lại, rồi một bộ khải sáp lôi đình đèn ngòm hiện ra trên người, thân hình Mục Trần như to thêm mấy lần, thành một tên khổng lồ sét. Dao động toát ra từ bộ giáp càng khủng bố, giải quyết người một chiêu là đủ. Mắt lôi điện trong mũ giáp lóe, âm thanh ầm ầm như sấm vang vọng. Mục Trần nhẹ tiến tới, bất thình lình lóe lên trước hiện trước khi xuất hiện Cơ Huyền. Một quyền đã đánh tới không hề có kỹ xảo, trực tiếp cuồng bạo. Vũ điệu lôi đình nhảy múa trong trí tôn hài đầy huyết tinh, linh lực ngập tràn đầy trời đổ vào đầu quyền của Mục Trần. Cửu văn nôi thể, năng lượng trí tôn hải, hai yếu tố hùng mạnh hội tụ một quyền đơn giản, một quyền tung ra không sàn bính toái. Một quyền đó khiến Cơ Huyền mặt kịch biến, ngay cả các vị viện trưởng trên trời cao cũng tỏ ra nghiêm túc. Quyền đó của Mục Trần lại có uy thế của cường giả trí tôn chân chính. Chương 628, át chủ bài của Cơ Huyền. Thiên địa đang rung chuyển, vũ điệu lôi đình trên không với cái tiếng sấm rền vang khung trời. Quyền nổi lên hồi lâu của Mục Trần mang theo uy thế, ngay cả hắn cũng không dự liệu nổi. Một quyền xung hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh cơ thể cùng linh lực cường đại, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn thừa khả năng xóa sổ bất cứ thứ gì dưới trí tồn cảnh. Đối mặt quyền của Mục Trần, Cơ Huyền sắc mặt kịch biến mãnh liệt, hoảng sợ tột độ. Đùng, không gian bị đánh nổ nứt ra, một quyền, một bề mặt thủy tinh bị rạn vỡ. Lôi quyền càng lúc càng tới gần, Cơ Huyền hung hăng cắn tay, kết ấn. Trí tuôn hải tràn ngập thánh quang bừng sáng, ngưng tụ trước mặt, tạo thành thuẫn to cả trăm trượng. Thiên sứ thánh thuẫn. Thánh thuẫn cực kỳ cú kỹ. Một đôi thánh dược vươn dài, tản ra cái vẻ chắc chắn không thể phá hủy, như có thể chống đỡ được trùng kích cường đại nhất thế gian. Cơ Huyền không dám coi thường, thi triển lập tức khả năng phòng ngự tốt nhất của mình. Thánh thuẫn vừa hiện,
quyền đạo hung hãn đập tới nện vào nó. Như vẫn thạch va vào đất, thiên địa khựng lại, tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát. Khí kình dữ dội quét cả ngàn trượng, khắp nơi bị khuấy đảo, long trời lở đất. Lôi quang va chạm với thánh quang, vô số người chỉ có thể nhắm mắt tịt lại hai mắt. Một số là bị cường độ ánh sáng quá lớn làm cho mắt đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nhìn được, mắt không rời vị trí va chạm. Đối chiến như thế có thể nói là kinh thiên động địa. Đùng, lực xung kích tràn ngập trên cao, thình lình ai lấy trợn mắt nhìn thấy bóng người bắn xuống, cắm đầu vào hoàng kim chiến đài. Bùm, cả một mảng chiến đài bị phá nát, một hố to trăm trượng lõm xuống, chiến đài chắc chắn nhanh xoạt nở, vùi lấp bóng người trong đó. Mọi người hoảng sợ thật sự, chưa bao giờ nghe nói đại tái linh viện lần trước có người phá hủy được chiến đài đặc biệt này. Ai bị đánh văng xuống vậy? Có ai đó thốt lên, mọi người là chú ý đề tài chính. Người bị đánh rơi xuống đây chắc chắn là rơi vào hạ phong, nói không chừng trận sao tranh đỉnh cấp, có ngay chiến quả. Trên bầu trời, linh lực dao động vẫn là tung hoành tứ phương, rồi nhanh chóng yên ả lại, cả lôi quang lẫn thánh quang đều tan đi. Mọi người nhìn lên cao, còn lại trên đó là bóng người chậm rãi hiện, lơ điện hắc sáp trên thân tản mát phân nửa. Từng mảng vẫn là tả rớt xuống. Là mục trần, nhiều người trợn mắt, dù là gương mặt kia vẫn chưa hiện rõ, nhưng lôi giáp dễ dàng khiến người ta nhận ra danh tính hắn. Khu quắc thương linh viện, đệ tử hừng vẫn hò reo, mọi người khoái chí là đó. Ánh mắt đầy sùng bái nhìn kẻ đứng trên cao kia. Mục trần ca ca thắng rồi. Vũ Hy là cực kỳ kích động, nàng nắm chặt lấy tay Tô Linh Nhi lắc lư như sàng gạo. Vui mừng la hét, thật lợi hại người này. Tô Linh Nhi cũng là mỉm cười gật gù, mắt là chớp chớp kỳ lạ. Trên chiến đài, Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền thấy hắn cũng thở phào. Ánh mắt một người thì sung sướng ánh diện, chắc chắn là thích hơn khi chính mình đánh bại Cơ Huyền. Người kia vẻ mặt khá phức tạp, thêm một chút không phục mà lại tỏ ra không muốn kém. Trên tầng trời tuyết trên cao, phần lớn các viện trưởng nhìn xuống lại có sắc mặt khác nhau, nhưng chẳng ai nói gì. Cả năm đại viện trưởng cũng im lặng, chỉ có thiên thánh viện trưởng hơi siết nắm đấm trong tay áo, gương mặt mất nhiều sự vui vẻ hơn so với trước đó. Trong tiếng hân hoan reo hò, bóng người trên cao lại hơi run, lôi giáp rớt ra hết. Hắn khó tin nhìn nắm đấm của mình máu me bê bết. Phòng ngự kia của Cơ Huyền cường đại đáng sợ, lại có đặc tính phản chấn. Nếu sức mạnh cơ thể chưa tăng tới cửu quan nội thể, e rằng hắn là mất tay của mình. Hắn nhìn chằm chằm khu vực chiến đài đổ sụp, một quyền khi nãy chắc chắn là khiến Cơ Huyền trọng thương, nhưng không hiểu sao lại thấy bất an. Tiếng láo dần dần bớt đi, không gian yên ắng lại, mọi người theo ánh mắt mục trần nhìn chiến đài sụp đổ. Nếu Cơ Huyền không thể bò dậy, tức là đại chiến quán quân cũng có kết quả. Không gian trở nên im lìm, mục trần đứng trên không, mắt lóe đanh ác, đột nhiên tay nắm lại, đại tu sĩ ma trụ bắn lên cao, mang hùng sát lực lượng, nện thẳng xuống dưới hố dưới chiến đài. Ầm, khu vực sụp đổ lại bị nghiền nát. Oanh, vật liệu hoàng kim bị nghiền thành bụi cám, chiến đài càng hư tổn. Một đòn tàn nhẫn của Mục Trần khiến không ít người biến sắc. Cái này gọi là ném đá xuống giếng à? Nhưng hắn chẳng quan tâm người ta nghĩ gì. Sau khi đại tu sĩ ma trụ đánh xuống, mắt hắn trợn trừng, sắc mặt lại trở nên tập trung chiến đấu. Linh lực tàn đi lúc này dâng lên, nội quang hiện ra. Tư thái sẵn sàng chiến đấu của Mục Trần khiến khán giả kinh ngạc, rồi giật mình nhìn xuống khu vực chiến đài sụp đổ. Chẳng lẽ Cơ Huyền còn có thể tái chiến? Đùng một tiếng lỗ lớn trả lời họ, đại tu Sama Si Ma Trụ cắm vào chiến đài rung lên. Đùng đùng, chấn động càng dữ dội, rồi đại tu Si Ma Trụ vang lên trời hướng tới Mục Trần. Mục Trần nheo mắt lắc mình lướt tới đỉnh trụ, chân dậm mạnh ổn định nó, mắt tập trung nhìn xuống dưới. Mọi người theo ánh mắt của hắn cũng nhìn xuống nín thở quan sát. Trong cái hố tối tăm đột nhiên có ánh sáng lóe lên, ánh sáng tím dần dần tràn ngập cả hố đen. Rồi một bóng người chậm chậm bay lên rời khỏi hố sâu. Người kia rõ ràng là Cơ Huyền. Hắn lúc này khác đi rất nhiều, bề ngoài có hào quang màu tím, gương mặt đầy hoa văn cũng là màu tím, thần bí cũng khó đoán, hay cả đôi mắt cũng là tím một màu, lạnh lùng và lợi hại, lệ khí ngút trời. Sau lưng Cơ Huyền có mọc thêm một đôi cánh ửng tím, mỗi cú vỗ là khiến cho không gian biến dạng. Vẻ mặt hờ hững, tay khoanh trước ngực, hắn ngẩng đầu thoáng liếc nhìn Mục Trần, thần thái như đang nhìn một con giun con dế.
Mục Trần trợn mắt nhìn lại, cảm giác Cơ Huyền cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn khác trước. Ngoài ra có dự cảm uy hiếp chí mạng ập đến khiến trái tim hắn bất giác run rẩy. Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ni biến sắc cũng nhận ra điều không ổn. Tầng trời cao, các viện trưởng cũng kinh nghi nhìn xuống. Ngoài Thiên Thánh viện trưởng, bốn vị còn lại nhèo mắt khó hiểu. Cơ Huyền có cái gì đó không phải. Linh Khê nghiêm mặt nhìn tên kia, đột nhiên lẩm bẩm. Linh Khê tỉ tỉ, cái tên kia sao lại thế, đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Xuân Nhi khiếp mà hái ra mặt, cảm giác của nàng rất nhạy bén, dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Cơ Huyền. Linh Khê không trả lời, mắt lạnh lẽo không khỏi Cơ Huyền. Cơ Huyền nở nụ cười cực kỳ đáng ác và hung bạo, dậm chân nhẹ, một dao động lặng lẽ khuếch tán, thình lình chiến đài dưới chân hắn vỡ thành phấn vụn. Ré, tiếng ưng gáy thình lình cất lên, thanh âm mãnh liệt vang khắp thiên địa. Vô số người đau đớn bừng tai, kẻ còn chịu đựng được thế. Sau lưng Cơ Huyền hiện ra hình ảnh con ưng khổng lồ ngàn trượng, thân ưng đầu rồng dao động khủng bố tản mát, càng làm người ta khiếp hãi hơn. Con ưng viễn cổ đó không phải hư ảnh, mà là bản thể chân chính. Không ngờ Tước Cơ Huyền có được không chỉ tinh phách viễn cổ thiên não ưng tinh phách, mà lại là bản thể chân chính. Chương 629, cửu u tái hiện. Rẽ, tiếng ưng gáy bén nhọn như công kích thực chất, khiến cả mặt chiến đài cũng bị chấn cho nứt nẻ. Uy áp khủng bố bao trùm khắp nơi, đừng nói là đệ tử, ngay cả một số viện trưởng trên cao cũng biến sắc kinh ngạc. Đó là bản thể viễn cổ thiên ưng. Có viện trưởng hoảng hốt la lên. Đúng thật là bản thể, không phải tinh phách lực. Bất quá viễn cổ thiên long ưng này vì sao có thể giấu trong người Cơ Huyền? Thực lực đó của hắn sáp chế được viễn cổ thiên long ưng. Có viện trưởng nghi hoặc, viễn cổ thiên long ưng, thiền thú là hạng táo địa bảng, con trưởng thành có thực lực trí tôn. Cơ Huyền thậm chí hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng mở ra trí tôn hải, còn chưa chân chính là trí tôn cảnh. Căn bản không thể có sức chống cự được viễn cổ thiên long ưng, nói chỉ sử dụng sức mạnh. Nhiều người cũng gật gù tự hỏi, rõ ràng là khúc mắc khó giải đáp. Thực lực còn viễn cổ thiên long ưng này e rằng là vượt tới chí tôn tứ phẩm. Trận đấu này không cần tiếp tục. Một vị viện trưởng vất sầu nhận xét lắc đầu không vui. Chí tôn tứ phẩm trong Ninh viện cấp trung và cao là viện trưởng viện phó, ngay cả xếp vào ngũ đại viện chắc chắn là trưởng lão hàng đầu với vai trò then chốt. Thiên thánh viện trưởng, chiêu này của quý viện cũng không tránh khỏi quá gian trá. Viễn cổ thiên long ưng không phải vật quán, dùng đến ngoại lực như thế e rằng không phù hợp trận đấu. Thái thượng viện trưởng hậm hực cất tiếng, thoáng nhìn viễn cổ thiên long ưng là tỏ ra e dè. Thái thượng viện trưởng nói vậy, thiên thánh viện trưởng chỉ cười nhạt. Thái thượng viện trưởng, người nói sai rồi, viễn cổ thiên long ưng không liên quan tới thánh linh viện chúng ta. Mọi chuyện là co do cơ duyên tự có của Cơ Huyền. Hắn và con viễn cổ thiên long ưng có quan hệ ký túc, hắn nhận được sức mạnh lớn như vậy là trả giá không ít. Ký túc, ba vị đại viện trưởng cũng thất thanh kinh ngạc. Quan hệ ký túc là phương thức cực kỳ hung hiểm. Viễn cổ thiên long ưng tồn tại trong thân thể, không ngừng tìm cách chiếm đoạt thần trí chủ thể ký túc. Nhưng cũng là cơ may cho người đó có thể luyện hóa nó hoàn toàn, chiếm lấy năng lượng của linh thú. Đó là một ván bài cược bằng cả tính mạng. Bên nào thất bại trả giá thảm trọng, tuyệt đối không thể trở mình. Bình thường chẳng ai dạy gì mà chọn phương pháp thế này, kiếm tinh phách linh thú cường đại, một quả bom nổ chậm tồn tại trong người chẳng hề gì thoải mái. Còn đối với linh thú cũng thế, hiểm cảnh ác liệt như vậy nó không vui vẻ gì chấp nhận. Sau đó quan hệ ký túc rất hiếm thấy. Viễn cổ thiên long ưng kia muốn cơ thể của Cơ Huyền định cướp lấy, mà hắn cũng vừa muốn có năng lượng của nó, thành ra cả hai có quan hệ ký túc. Sau đó tính đi tính lại, sức mạnh này không phải Cơ Huyền không không mà có, thành ra không phạm quy. Thiên thánh viện trưởng thản nhiên cười nói. Bốn vị viện trưởng trầm tư im lặng. Viễn cổ thiên long ưng thì dễ hiểu, thực lực đó là muốn luốt lấy cơ thể Cơ Huyền cũng không ít phần thắng. Còn Cơ Huyền không ngờ lại quyết đoán như thế. Nhưng với cái kẻ tầm cờ sâu nhắn chắc chắn có phòng bị chú đáo trước hiểm cảnh này. Thái thường viện trưởng cũng không nói gì được nữa. Cơ Huyền lấy sức mạnh khác để giao đấu, nhưng cũng là hắn đánh cược bằng sinh mạnh. Lão nhìn xuống vòng chiến chỉ đánh bất lực thở dài.
Biểu hiện Mục Trần là hoàn mỹ đến thế, không ngờ Cơ Huyền còn là một chiêu thâm độc đến vậy. Tên kia ra là giấu cả một con viễn cổ Thiên Long Ưng Trần chính, xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp Cơ Huyền. Ôn Thanh Tuyền chua xót lên tiếng. Lạc Ly nắm chặt tay, nhìn qua Mục Trần chẳng biết hắn nghĩ gì, nhưng chắc chắn đang chấn động không nhỏ. Người cứ lùi trước đi, Lạc Ly khẽ nói. Người định làm gì? Ôn Thanh Tuyền cả kinh. Mục Trần sẽ không bỏ cuộc cho nên ta tới giúp hắn. Lạc Ly cười nhẹ như mang ý, kiên định không rời. Viễn cổ Thiên Long Ưng kia thực lực đến chí tôn tứ phẩm, dù ngươi và Mục Trần liên thủ cũng chẳng hề có phần thắng, coi như xong đi chỉ là một trận tỉ thí. Mọi người đều thấy rõ tên Cơ Huyền kia thật xỏ lá, năng lực chẳng phải do hắn tu luyện mà thành. Nếu chỉ bằng bản lĩnh hắn, hắn là bại dưới tay Mục Trần rồi. Ôn Thanh Tuyền hậm hực nói. Lạc Ly lại khẽ lắc đầu. Người cho rằng Mục Trần bỏ cuộc ư? Ôn Thanh Tuyền chẳng nói được gì. Nàng biết rõ ân oán hai người kia không tầm thường. Cả hai bề ngoài ôn hòa nhưng hận ý rất sâu. Dù đánh không lại cũng không bao giờ chịu nhận thua. Thật là một thằng ngu à. Ôn Thanh Tuyền thở dài, nhưng tên kia chấp nhất như vậy cũng rất khá. Vậy cục nhau lên. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng quyết định. Nàng đã khôi phục không ít chiến lực. Lạc Ly hơi ngạc nhiên. Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng cần phải sống mãi cùng hai người như thế, nhất là cục diện hầu như chẳng có chút phần thắng. Ôn Thanh Tuyền vội bất giác đỏ mặt nói. Tên kia vừa nãy coi như là cứu ta, ta không phải hạng người có ân không báo. Lạc Ly cười, mắt có chút thâm ý, không có nói gì chỉ gật gù. Thiên địa lúc này yên ắng lạ thường, đám khán giả há hốc mồm, dĩ nhiên bị cái con viễn cổ Thiên Long Ưng này làm cho kinh hồn bạt vía, lại còn uy áp khổng lồ kia hoàn toàn vượt qua sức chịu đựng của họ. Trình độ này ít nhất họ không có tư cách đối diện. Bác Thương Đình Viện cũng im ắng như tờ, mặt mũi tên áo tên ấy tái mét, hoàn toàn không còn đọng lại một chút vui vẻ nào khi nãy. Trên cao Cơ Huyền biến nhắc vặn cổ, tiếng xương cốp lốp cốp vang lên. Hắn là nhếch mép cười nhìn Mục Trần, thấy tuyệt vọng lắm sao? Mục Trần không hề biến sắc, tay nắm chặt lại. Phía sau Cơ Huyền viễn cổ Thiên Long Ưng quét mắt hùng lệ nhìn Mục Trần, thực lực hắn chẳng đáng để nó e ngại. Nó nhìn Cơ Huyền giọng ầm lãnh cất tiếng. Chính là cái tên kia khiến người phải triệu hồi ta sao? Cơ Huyền, ngươi cần biết, khi người sử dụng năng lực ta càng nhiều, ta càng dễ nuốt lấy người. Cơ Huyền chỉ nghe vậy chỉ mỉm cười. Vậy hy vọng người có thể chân chính chiếm cất cứ thân thể ta trước khi ta vượt qua người. Nhưng lúc này đây, ta và ngươi vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, thành ra chân thành mà giúp ta giải quyết tên kia đi. Như ngươi muốn. Viễn cổ Thiên Long Ưng hùng ác trợn mắt, tiếng cười lạnh lẽo vang lên khiến cho tiếng đập cánh phần phật. Bóng hình to lớn hóa thành dòng sáng rực rỡ, trôi đại vào cơ thể Cơ Huyền. Cánh ưng trên lưng Cơ Huyền đột ngột bành trướng, chốc nát sau cái cánh dài hơn trăm trượng, mà tay hắn mọc ra móng vuốt sắc nhọn, màu tím như thủy chủ. Thủy thủ, dao động linh lực từ cơ thể thoát ra, chân chính là trí tồn cảnh. Cơ Huyền cảm nhận năng lượng mênh mông tràn ngập cơ thể, gương mặt lộ ra rõ vẻ say mê hưởng thụ, mắt là trở nên lợi hại như ưng. Nhìn sang Mục Trần như đang thấy con mồi, hai cánh tay vỗ tới, một luồng phong bạo linh lực màu tím cuốn tới tấn công đối phương. Mục Trần trợn mắt nắm chặt tay, đại tu di ma trụ bật nền hùng hăng nện xuống. Đùng, phong bạo linh lực bắn vào đại tu di ma trụ khiến nó run rẩy, dễ bị đánh bật ra. Mục Trần đưa tay đỡ lấy cũng bị dư lực chấn cho đau nhức cả cánh tay, cổ tay tóe máu. Nếu mà sức mạnh thân thể không đủ cường hãn, e rằng dư chấn kia gần là thừa sức khiến hắn chết tươi. Người lúc này trong mắt đã chẳng khác con giun cái kiến. Cơ Huyền nhếch mép trầm chọc, vừa dứt lời nghe tiếng gió phía sau, nhưng hắn chẳng hề quan tâm, khép vẩy tay trưởng ra sau mà chẳng nhìn lại, linh lực cuốn như hình thành một con từ xa nào tới cắn xé. Đùng, tiếng nổ nhỏ vang, hai cô gái xinh đẹp bị đẩy lui hoàn toàn, là Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền xông tới trợ giúp Mục Trần, nhưng mà xem ra lúc này chẳng thể giúp ích. Đôi cánh Cơ Huyền rung lên, tàn ảnh hiện liên miên. Mục Trần còn chưa kịp phản ứng thì trưởng kình đã nện vào bả vai. Hự, thân thể như quả bóng bay bật ra, xoay vòng tròn giữa không trung, hộc máu. Tốc độ người thật là chậm đến đáng thương. Vừa mới giữ lại được thăng bằng, tiếng nói lạnh lẽo ngay sau lưng, một trường đất đập vào người Mục Trần. Oành, Mục Trần cắm mặt trở vào chiến đài lồm cồm bò dậy, gian nan xóa vết máu, miệng là dáng vẻ cực kỳ khốn khổ. Dù hoàn toàn rơi vào hạ phòng nhưng mắt kiên định không tỏ ra sợ hãi. Mục ca xong rồi, khu vực Bắc Thương Đình Viện hy vọng mọi người hoàn toàn tắt ngấm. Vài cô gái nức nở khóc thành tiếng, trước này chỉ thấy Mục Trần tràn ngập tự tin,
Khuôn mặt tuấn tú sáng lạn luôn mỉm cười, chưa bao giờ thấy hắn bị áp đảo tiến thảm thương như vậy. Những đình viện khác thì không có bình luận gì, nhưng tỏ ra cực kỳ khâm phục ý chí của hắn. Dù sao dưới tình huống áp đảo toàn diện, sự kiên định của hắn đáng để nể phục. Mộc Trần giữa đất đá ngổn ngang, dáng vẻ thê thảm vô cùng, tay chân lúc này run rẩy yếu ớt. Đột nhiên mắt nào trở nên cuồng dã hơn, hôm nay dù thất bại triệt để cũng phải lôi Cơ Huyền theo, liều mạng xem ai ác hơn. Mộc Trần lẩm bẩm lũ cười tàn khốc. Hắn đứng thẳng người, sức thế chuẩn bị ra tay, đột nhiên thân thể cứng đờ vì một âm thanh quen thuộc trong trí não. Chà chà, tiểu Mộc Trần ngươi thật vô dụng, lại bị cái con chim điên bắn cho thê thảm thế ư? Hắn phản ứng cũng khó hiểu, đưa tay vuốt vuốt lỗ tai mà lòng cảm thấy khó tin, bởi âm thanh quen thuộc cất lên rõ ràng là đến từ quả trứng nâu này ở trạng thái tiến hóa. Cứu! Chương 630: Cửu U lực lượng. Giọng nói biến nhác vàng trong lòng khiến gương mặt Mộc Trần thoáng sửng sốt. Lát sau hắn mới có thể mở miệng lẩm bẩm một cách khó tin. Người, Cửu U, ngươi tỉnh rồi. Nhưng câu hỏi hắn lại không được nhập hồi đáp ngay lập tức, khiến tim hắn vừa nóng lên lại bị gội dội một gáo nước lạnh. Chẳng lẽ vừa rồi bị hoang tưởng? Cà cà, xem ra người rất mong nhớ ta nhỉ. Trái tim băng giá, tiếng cười duyên trêu ghẹo lại vang trong tâm Mộc Trần. Mộc Trần giật mình trợn mắt, cuối cùng là cảm thấy thoải mái. Con gà mái này ngủ một giấc liền 2 năm cuối cùng cũng dậy, ngồi cuối cùng cũng chịu tỉnh. Mộc Trần nói trong lòng như mếu máo. Cũng hết cách, mạng người có lẽ sắp tòi, ta cũng không muốn mới tiến hóa xong chưa hưởng được ngày nào tươi đẹp đã bị bán muối cùng người. Cửu U cười khúc khích. Mộc Trần miệng giật giật, quan hệ giữa hắn cùng Cửu U khá là huyền ảo, huyết mạch tương liên, nói theo cách khác là cực kỳ mật thiết. Dù cả 2 năm nay nàng ta ngủ say để tiến hóa, nhưng mối quan hệ là chẳng nhòa chút nào. Có vẻ người gặp phiền tức to nhỉ. Cửu U khẽ cười quay qua vấn đề chính. Dù rằng chỉ trao đổi qua tâm trí, Mộc Trần mơ hồ cảm ứng được trong giới tử xuyến, bóng nữ tử cười diễm hiện ra, ngồi trên quả trứng đen, thân một bộ hắc y, đôi chân thon thả đung đưa, tay cầm một mảng trứng vỡ, miệng khẽ cắn nhẹ, vẻ hoàng giá khêu gợi đầy say mê. Một con viễn cổ thiên long ngưng thực lực đạt đến chí tôn tứ phẩm, thu phục được không? Mộc Trần gật đầu lia lịa. Cửu U biến nhác trả lời, một con gà điên không thể lột xác hoàn toàn mà thôi, chẳng qua sống lâu lên đạt được cấp độ chí tôn cảnh, cuối cùng vẫn chỉ là linh thú, không tiến hóa thành công thì nó chỉ thế. Vậy hiện tại thực lực ngươi là chí tôn mấy phẩm? Mộc Trần cẩn thận hỏi. Hình như cũng là tứ phẩm. Cửu U thản nhiên cười. Chí tôn tứ phẩm? Mộc Trần suýt chút nữa té sấp kinh hãi thực sự. Còn viễn cổ thiên long ương tu luyện bao năm, thực lực đến chí tôn tứ phẩm đã khủng bố, vậy mà cô nàng Cửu U chỉ nhắm mắt ngủ 2 năm tỉnh dậy thực lực là ngang bằng. Hắn nhớ rõ trước khi tiến hóa, thực lực Cửu U bất quá ngang ngửa chính hắn hiện tại thôi. Ta chính là tộc điểu ưu tú thiên phú chắc tuyệt nhất Cửu U tước trong ngàn năm nay, huyết mạch tinh khiết nhất, đừng có đem ra so sánh với con gà nhãi nhép đó. Cửu U hơi hậm hực, thái độ kinh ngạc của Mộc Trần khiến nó không mấy vui vẻ, cho thấy nàng với chuyện này chẳng có gì đáng kinh hãi đến vậy, là chuyện đương nhiên phải thế. Mộc Trần không nói gì, lời này nói ra ngoài mấy cái kẻ gọi là yêu nghiệt thiên tài chắc chắn là thổ máu tức tới chết tại chỗ. Nhưng tên kia cũng tứ phẩm, giải quyết được sao? Mộc Trần do hỏi. Cấp độ ngang nhau, thần thú nghiền nát linh thú. Cửu U là hờ hứng trả lời. Lợi hại, Mộc Trần tấm tắc tán thưởng. Tạm thời ta cho ngươi mượn sức mạnh, nhưng mà dùng được bao nhiêu là tùy theo sức chịu trong cơ thể ngươi vậy. Cửu U bỏ tọt miếng vỏ trứng vào miệng, phủi tay rồi kết ấn. Biển lửa màu tím bừng lên, dao động linh lực khủng bố theo đó bùng phát. Từ nay tới giờ, Mộc Trần đứng yên trong cái hố đất đá ngổn ngang trên chiến đài, không có nhúc nhích, thần sắc ngây ngốc vì tập trung trao đổi với Cửu U trong lòng. Xem ra người cũng biết buông tay đầu hàng. Giữa không trung, Cơ Huyền hơi nghiêng đầu nhìn Mộc Trần bên dưới mỉm cười. Đã thế ta dạy cho người cảm giác thế nào là tuột cùng huyệt tuyệt vọng, để cho cái mà ngươi gọi là tự tin từ nay không còn trong đầu ngươi nữa. Dứt lời, sắc mặt Cơ Huyền trở nên hung ác dữ tợn, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mộc Trần. Móng vuốt sắc bén, mang ánh tím chết chóc,
chỉ kình hung hãn đâm tới tìm Mục Trần, một chỉ thật ác độc. Ngoài trên đài, nhiều kẻ hoàng sợ nhắm tịt hai mắt. Khu vực Bắc Thường Linh Viện đa số mặt mày trắng bệch. Kết thúc, Câu Huyền cười lớn, ánh tím rực rỡ, chỉ kình dường như không gì cả nổi, nhanh như điện cắm vào lồng ngực Mục Trần. Xoẹt thanh âm bất ngờ vàng. Những người còn giữ được bình tĩnh quan sát đòn đánh kết nhiễu cũng bất ngờ trợn mắt. Ngay cả Cơ Huyền cũng biến sắc khó tin, vì Mục Trần nhẹ nhàng vươn hai tay ngón tay chính xác kẹp lấy chỉ kình đáng sợ quán, hành động như có vẻ chống cự yếu ớt mà khiến Cơ Huyền không thể tấn công tới chút nào. Chuyện gì xảy ra? Ai đó thất thanh la lên. Cơ Huyền chấn kinh khó tin nhìn đối thủ trước mặt. Tên kia ngẩng đầu nhìn lại, mắt không còn nồi điện, thay vào đó là hai ngọn lửa tím cháy phừng phừng. Cho người đắc ý, giờ là hết rồi. Hắn nhếch môi cười khẽ, một cước bất ngờ không báo trước mạnh như búa tạ nện vào ngực Cơ Huyền, tốc độ nhanh tới mức Cơ Huyền cũng chẳng kịp phản ứng. Đùng, Cơ Huyền bị như là bào cát đá bay đi, lăn ông lốc trên chiến đài trăm trượng. Toàn vùng yên tĩnh, ai nấy tròn mắt to miệng kinh hãi, gương mặt ngây dại. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền muốn liều mạng xông tới cũng sửng sốt. Cục diện bất ngờ nghịch đảo lại làm cho hai người không biết đâu mà lần. Linh Kê phía ngoài có vẻ bình tĩnh nhất, nhíu mày nhìn Mục Trần, vẻ mặt kinh ngạc như phát hiện gì đó. Hự, Câu Huyền lồm cồm bò dậy, phun máu, mắt ngây ngốc khó hiểu nhìn Mục Trần. Không thể nào, Mục Trần ngẩng đầu hờ hững nhìn lại, căn bản chẳng quan tâm tới tên kia. Hai tay giang ngang một cái cột hỏa trụ tím diện bừng lên sông thẳng trời cao. Sức nóng cực độ tràn ngập khắp nơi, trên này dưới chân hắn là nhanh chóng chảy xa. Ngọn tử hỏa cực kỳ bá đạo. Tử hỏa trụ phừng cháy, người ta cảm nhận dao động phát từ cơ thể Mục Trần càng thêm khủng bố, trong giây lát trở thành chí tôn chân chính. Một số khán giả lần nữa kinh ngạc. Tầng trời cao, các viện trưởng mặt biến ảo, càng lúc càng nghiêm trọng. Họ lúc này nhận thấy thực lực Mục Trần vượt tới lên qua Cơ Huyền đến chí tôn nhị phẩm. Mục Trần cũng ẩn giấu gì đó sao? Vài vị viện trưởng còn thất kinh. Đây thực sự là tranh đấu của những đệ tử tuyệt đỉnh ư? Thực sự rất lợi hại, chính họ còn cảm thấy bị uy hiếp. Thái Thường viện trưởng cũng kinh ngạc trà kém, nhưng nhanh phục hồi tinh thần, mặt vẫn lạnh lùng. Còn Thiên Thánh viện trưởng đang khoái trá cười tủm tỉm, lúc này mặt trầm xuống. Tự hỏa bùng cháy, sau lưng Mục Trần có đôi cánh tím rất lớn giang ra, mắt đèn cũng thành màu tím, đầu đó có tiếng hót lành lành vàng khắp thiên địa. Sức mạnh chí tôn đây sao? Mục Trần nắm tay tận hưởng cảm giác mạnh mẽ của năng lượng khủng bố, bất giác say mê, dường như hắn lúc này chỉ cần búng tay ra cũng đủ phá hủy cả không gian dị biệt này. Người lại có thể sử dụng nhiều năng lượng đến thế, xem ra thân thể lúc này rất mạnh nha. Cấu thoáng kinh ngạc, vốn nghĩ tới có thể chịu sức mạnh chí tôn nhất phẩm là tối đa, không ngờ hắn tăng tới nhị phẩm. Hai năm nay ta cũng không có ngồi chơi. Mục Trần mỉm cười, đúng là lợi hại hơn xưa không ít. Cấu không phủ nhận, Mục Trần lúc này tiến bộ vượt bậc so với trước khi nàng gặp. Xem ra theo sát trình độ của nàng không còn quá khác biệt như xưa. Mục Trần khẽ cười, mắt tử hỏa lạnh lùng nhìn Cơ Huyền, mặt mày tái mét. Đột nhiên tử hỏa lan tràn khắp chỗ hắn đứng, thân hình chợt biến mất. Giọng hắn vang vàng theo cái luồng tử hỏa. Trận này đã có thể kết thúc. Cơ Huyền trợn mắt hoảng hốt rút lui. Một bàn tay đầy tử hỏa từ hư vô hiện ra dễ dàng thộp lấy cổ họng hắn. Chênh lệch là quá rõ ràng. Chương 631, Cửu U Minh Tước. Khi Mục Trần bóp cổ Cơ Huyền, nhiều người là đang mải nhìn vị trí tàn ảnh đang tan đi của hắn trước đó, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mục Trần đứng thẳng, tay nắm chặt cổ họng Cơ Huyền, dựng hắn thẳng cả người lên. Trước đó thắng như trẻ tre, nhưng lúc này Cơ Huyền trong tay Mục Trần như đứa trẻ nên bà chẳng có sức phản kháng. Không khí trong vùng im ắng đến mức tịch mịch. Cũng bởi cục diện này xoay chuyển quá nhanh và tốc độ ra đòn càng lúc càng vượt khỏi khả năng quan sát của phần đông khán giả. Chẳng ai ngờ được cục diện hết lần này tới lần khác nhanh nhanh xoay từ bên này trở sang bên kia. Vốn áp đảo Mục Trần tới thảm thường suýt chết, chớp mắt là bị nghiền nát ngược lại. Mục Trần phản kích càng nhanh chóng cùng dữ dội hơn. Đặc biệt thực lực Mục Trần lúc này cực kỳ đáng sợ,
vượt cả cơ huyền sau khi có năng lượng mượn được từ viễn cổ thiên long ngưng. Chuyện gì xảy ra? Cơ huyền mắt đỏ ngầu điên cuồng giãy giụa, nỗi bất ức dâng lên đỉnh đầu. Tư thế hắn lúc này thực sự đáng hận tới nổ tim. Bao năm nay hắn luôn là vô địch, bất cứ thiên tài cùng thế hệ nào cũng bị hắn vượt qua. Chỉ có hắn giày đạp đối thủ dưới chân, được bao kẻ tôn sùng cùng kính ngưỡng, chưa bao giờ nghĩ có một ngày bị người ta nắm cổ dựng lên thế này. Chuyện sỉ nhục này, tâm tính cao ngạo của cơ huyền không thể chấp nhận. Sự tra tấn này là tàn hơn cả giết hắn. Ta muốn bầm thầy người thành vạn mảnh. Cơ huyền khó khăn gào lên, linh lực mênh mông dũng mãnh phẫn nộ đánh tới Mục Trần. Nhưng Mục Trần chỉ hờ hững phẩy tay, biển lửa bùng cháy thiêu rụi công kích linh lực. Cặp chảo sắc bén của cơ huyền vùng tới tàn nhẫn hướng thẳng mắt Mục Trần. Làm dữ. Nhưng hắn chẳng kịp đắc thủ, Mục Trần vùng trưởng nện vào lồng ngực hắn. Cả vòm ngực lõm xuống, một họng máu dâng lên phun như suối. Cơ huyền thê thảm văng đi. Bốp, thân hình nằm bay giữa trời, Mục Trần thình lình xuất hiện. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng đánh ác. Quyền vàng từ không trung đập xuống. Tử hỏa nóng cháy, theo đầu quyền đốt cháy không khí. Quyền hung hãn không chút lưu tình nện vào người cơ huyền. Nhiệt độ cực nóng tung hoành, khiến thân thể cơ huyền đỏ lên như heo quay. Rầm, cơ huyền lại phun thêm một đống máu. Thân hình cắm vào lòng chiến đài, nằm lê lết trong đó, máu tuôn ra xối xả, gương mặt anh tuấn bị đánh cho sưng húp, méo mó tới nhận không ra. Hai mắt cứng đờ nhìn thẳng Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hắn run rẩy lẩm bẩm, không thể nào, sao lại có sức mạnh cường đại như thế? Thắng lợi vốn là nằm trong tầm tay, sao chẳng ngờ là biến cố khó tin tới vậy. Sức mạnh đó cũng không phải của hắn, mà thân thể hắn lại mạnh hơn người nhiều, do đó năng lượng hấp thu sử dụng vượt xa người mà thôi. Người lấy năng lượng của ta chỉ là miễn cưỡng chí tôn nhất phẩm, còn hắn có thể tăng tới chí tôn nhị phẩm, đương nhiên là không đánh lại hắn. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Mắt cơ huyền đỏ ngầu. Được chứ, để ta thao túng cơ thể ngươi, thế thì giết hắn dễ như trở bàn tay. Giọng nói kia tỉ tê đầy mưu mô, không giấu sự mừng rỡ. Cơ huyền nghiến răng, nếu như tình hình bình thường, đương nhiên kẻ tâm cơ nhắn không thể bị người khác thừa cơ. Lúc này đây hắn bị thù hận che mờ lý trí, sự uất ức oán độc điên cuồng hoàn toàn xóa nhà trí thông minh vốn có của hắn. Hắn phải là người được vạn kẻ tung hô, chứ đâu phải nằm la liệt ở đây như con chó chết. Hắn tuyệt không thể đánh bại, không thể bại bởi Mục Trần. Hắn đã nói nhất định là giày xéo kẻ kia dưới bàn chân. Giết hắn cho ta. Cơ huyền run rẩy cất giọng đau đớn. Hả? Như người mong muốn. Giọng âm hiểm và reo lên vui sướng. Cơ huyền từ từ nhắm mắt, thân thể đổ nhiều máu, đột nhiên bình ổn. Máu không trào ra mà linh lực hỗn loạn cũng trở lại bình thường. Mở mắt ra, thần thái không còn vẻ cay đắng oán hận như trước, chỉ có cảm giác thâm sâu khó dò. Hắn chậm rãi đứng dậy, lắc lúc cái cổ, cảm nhận cơ thể quen thuộc mà xa lạ này, rồi nhếch môi mỉm cười. Cuối cùng cũng có cơ hội nắm giữ cơ thể này. Hắn ngẩng lên nhìn Mục Trần cười. Đúng là phải cảm tạ ngươi. Mục Trần nhíu mày nhìn cơ huyền, tên kia không tỏa ra dao động linh lực cương đại, nhưng mắt nguy hiểm làm Mục Trần rung mình, giống như cơ huyền hoàn toàn khác trước, lạ lẫm mà đáng sợ. Người chính là viễn cổ thiên long ngưng. Mục Trần từ tốn hỏi. Người cực kỳ thông minh. Cơ huyền mỉm cười, chẳng công nhận cũng chẳng phủ nhận. Chỉ đáng tiếc ta hứa với hắn là giết chết người thành ra, phải để ngươi chịu oan ức một chút vậy. Huỳnh dứt lời, Mục Trần đánh tới một trưởng tử diễm càn quét, áp chế cơ huyền. Chỉ chút sức mạnh, sức lực trí tôn thôi mà, so với trí tôn Trần chính người kém quá xa. Cơ huyền nhìn công kích dũng mãnh của Mục Trần chỉ cười nhạt, vất tay vỗ vào hỏa trưởng áp tới mặt. Một đòn vất tay hờ hững, thế nhưng lại đánh cho hỏa trưởng tàn tác mất. Khán giả lại một phen kinh dị, toàn bộ im phăng phắc. Cuộc chiến xoay vần trong mặt này từ nãy tới giờ họ là chẳng thể hiểu nổi được nữa. Mục Trần lập tức lùi đi, gương mặt nghiêm trọng. Cơ huyền lúc này khác, không còn sức mạnh và độ thuần thục với sức mạnh đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đối phương lúc này thực sự là cường giả trí tôn. Người chạy không thoát, không gian sau lưng Mục Trần biến dạng, cơ huyền lập tức xuất hiện mỉm cười. Cho người học hỏi sức mạnh trí tôn chân chính. Song chỉ vươn ra linh lực ánh tím uốn lấy ngón tay đầm đến. Ngập tràn khí tức lạnh lẽo, không chỉ ngừng luyện hơn trước, còn đầy linh tính, chất lượng vượt xa lúc cơ huyền sử dụng. Hóa kiếm. Linh lực ánh tím bắn ra biến thành một thanh tử kiếm như thực chất, nhanh như chớp đâm về phía đầu Mục Trần.
Mục Trần quay lại bỏ chạy, cùng lúc kết ấn tung ra những luồng công kích từ linh hỏa. Bùm bùm, nhưng mà chẳng thể cản được tử kiếm chút nào, hoàn toàn bị nó chém nát tan. Mục Trần biến sắc, thanh tử kiếm nhìn rất bình thường này, bề ngoài không có gì đáng sợ, nhưng lại mang theo áp lực kinh khủng làm thân thể hắn không thể nhúc nhích. Công kích ngăn cản hoàn toàn bị nghiền nát, tử kiếm dễ dàng áp sát Mục Trần. Bất thình lình một bàn tay ngọc ngà vươn ra, khẽ búng một cái, tử hỏa bùng cháy đốt kiếm thành tro. Cơ Huyền trợn mắt ngạc nhiên, mắt nhìn ra sau Mục Trần. Khán giả lúc này mới định thần, nhìn thấy bóng người xuất hiện sau lưng Mục Trần, dù trước đó là ngây ngốc thẫn thờ vẫn này, lại thêm một lần kinh ngạc. Ai thế? Bóng người kia trở nên rõ ràng là cô gái áo đen, dùng nhàn thành lệ, mắt khoang dã khó thuần, dáng người mảnh mai tinh tế, cặp chân thon thả hoàn mỹ nằm nam nhân ngứa ngáy trong bụng. Chính lúc đó, tiếng hót lành lót vàng, từ hóa cuồn cuộn hội tụ phía sau nàng hình thành một con hắc điểu khổng lồ giang cánh hót vàng. Đó là cửu u tước. Trên bầu trời cao, vài vị viện trưởng kinh nghi nhận định hình dáng cự điểu. Cũng là bản thể, ra là cơ thể Mộc Trần còn có linh thú siêu cấp ẩn mình. Đám trẻ bây giờ thật khó lường. Chẳng lẽ quan hệ của Mộc Trần và cửu u tước cũng là ký túc. Bên dưới, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền thất kinh khi thấy sự xuất hiện của nữ tử xinh đẹp nọ. Nàng ta là ai sao ta chưa gặp bao giờ? Chẳng lẽ Mục Trần lại trộm đào sau lưng ngươi ư? Ôn Thanh Tuyền hoảng hốt thốt lên. Dùng nhàn cửu tước cực kỳ xuất sắc, cặp chân toan tả tất cả nàng cũng ghen tị, lại còn đôi mắt đầy hoàng giá thách thức khiêu gợi. Lạc Ly suy nghĩ rồi khẽ nói, nàng ta ắt hẳn phải là cửu u tước. Quan hệ với Mục Trần, Trần chính là huyết mạch tương liên, chẳng qua mấy năm nay luôn ngủ say. Huyết mạch tương liên? Ôn Thanh Tuyền trợn mắt kinh nghi. Linh thú siêu cấp như cửu u tước vốn là cực kỳ kiêu ngạo, sao có thể tiến hành huyết mạch tương liên với con người? Mục Trần này đã làm gì người ta? Trên bầu trời, cửu hiện thần thản nhìn Cơ Huyền. Bà đây vốn là không muốn so đó với con gà nhép như người, không ngờ ngươi là khinh người quá đáng. Người ta đánh nhau người thích nhảy vào nhúng tay như thế, vậy tới tìm ta đây này. Gia là tộc điểu cửu u tước, tính ra tuổi thọ cửu u tước người còn chưa đến tuổi trưởng thành, vậy mà dám trước mặt ta xưng ba. Địa bảng vạn lục thú viễn cổ thiên long ngưng là xếp hạng cao hơn cửu u tước, do vậy sự xuất hiện của cửu u tước chẳng khiến nó sợ hãi. Cái bảng xếp hạng linh thú bất kỳ đó mà người quá tin đó chớ. Hơn nữa ta bây giờ không phải đơn thuần là cửu u tước, mà là dường như biết suy nghĩ của viễn cổ thiên long ngư. Cửu u chề môi khiêu khích, ngón tay đùa giỡn ngọn tử hỏa. Cùng lúc đó, ngọn lửa tử hỏa bỗng chốc cháy dữ dội, theo đó uy áp đáng sợ bộc ra từ cơ thể nàng, khiến không gian tràn ngập ánh tím. Uy áp ảnh hưởng mạnh mẽ nhất nên chính viễn cổ thiên long ngưng. Cửu u nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ cửu u minh tước, đó chính là uy áp của thần thú.